Hôm nay em Sơn Lâm lại tiếp tục giới thiệu đến quý anh chị và các bạn lô đất dãy 1,7 ha nằm trên mặt đường tỉnh lộ như thế này quý anh chị. Đường rất là to rộng và thông thoáng luôn quý anh chị nhé. Khu vực này là khu vực dân cư đông quý anh chị ạ. À, cái hướng em đang quay cho quý anh chị chúng ta xem đây là hướng chúng ta thông về trung tâm ủy ban xã Trường Chợ khoảng 5 km, và cũng theo hướng này chúng ta đi về trung tâm của huyện khoảng 18 km quý anh chị nhé. Và chúng ta di chuyển về thành phố Pleiku Gia Lai khoảng 50 km quý anh chị. Và lô đất dãy em muốn giới thiệu đến quý anh chị bắt đầu từ cái hướng tay em chỉ đây nhá. À, kéo dài sang đây là được 95m mặt tiền đường quý anh chị nhá. Vâng, 95m mặt tiền đường tỉnh lộ như thế này. Và tổng diện tích của chúng ta là 1,7 ha quý anh chị nhá. Đất chúng ta thì đã rào bằng lưới B40 và mặt tiền đã xây tường rào lưới như thế này hết rồi quý anh chị nhá. Đấy, bên trong là trồng phun sầu riêng hết quý anh chị. Và trên đất chúng ta thì có một căn nhà cấp 4 xây dựng cũng rất là rộng và kiên cố quý anh chị nhé. Và trên đất chúng ta hiện tại thì gia chủ đã trồng được 280 cây sầu riêng quý anh chị nhé. 280 cây sầu riêng năm thứ 2, tức là sầu riêng của chúng ta là tròn 1 tuổi quý anh chị nhé. Đây, căn nhà chúng ta đây quý anh chị nhé. Đây là cái cổng đi vào căn nhà chúng ta. À, mặt đường chúng ta thì đã rào bằng cái lưới B40 và xây tường lửng như thế này hết rồi quý anh chị. Đấy, rất là kín đáo luôn quý anh chị nhé. Ở bên trong của chúng ta thì toàn bộ là đã trồng sầu riêng năm thứ 2 hết rồi quý anh chị nhé. Và ngày xưa thì gia chủ có trồng bơ, nhưng mà bơ này thì hiện tại gia chủ đã cắt và ghép một số cây, thì bơ này là không có tính quý anh chị nhé. Đất chúng ta chỉ có tính là sầu riêng với lại đất thôi. Và trên đất chúng ta thì có một căn nhà cấp 4 như thế này nhé. Căn nhà này xây dựng cũng khá là rộng quý anh chị nhé. Để em lùi xa một chút cho quý anh chị chúng ta quan sát hình dung căn nhà nhé. Căn nhà dãy thì bên trong thì cũng có phòng khách, phòng ngủ và công trình vệ sinh, phòng ăn đầy đủ hết, khép kín ở bên trong. Thì em sẽ không đi vào bên trong, em sẽ quay bên ngoài cho quý anh chị chúng ta quan sát vậy thôi. Thì căn nhà dãy thì quý anh chị nào quan tâm hơn nữa thì chúng ta về đây xem nhà trực tiếp, chúng ta gặp chủ thương lượng quý anh chị nhé. Đây là cái cửa phòng khách đi vào đây, thì còn đây là cái nhà kho nhé. Đấy, nhà kho hiện tại thì gia chủ đang làm dãy vườn nên em cũng không tiện mở vào bên trong để quay bên trong, nên là em sẽ quay bên ngoài thôi ạ. Đây. À, khu vườn của chúng ta thì đã trồng được 280 cây sầu riêng như thế này quý anh chị nhé. Cây sầu riêng này là cây sầu riêng trồng năm trước, đến năm nay là tròn 1 năm, tức là bước sang mùa mưa năm thứ 2 quý anh chị nhé. À, và trên lô đất chúng ta thì đã có 400m đất thổ cư quý anh chị nhé. Đây, căn nhà chúng ta đây, và sân bê tông rất là rộng luôn quý anh chị nhé. Đây ạ, khu vườn đây. Toàn bộ là trồng phun sầu riêng như thế này nhá. Sầu riêng này là trồng phun kín hết rồi. Năm thứ 2 nhá. 280 cây. Đấy. Sầu riêng này là sầu riêng Thái của anh chị. Đấy, chất đất đỏ ba gian. Đây quý anh chị, chúng ta có thể quan sát cái chất đất. Đất đỏ ba gian, đất thịt rất là đẹp luôn quý anh chị nhá. Đất đỏ ba gian rất là đẹp. Đất chúng ta nằm trong khu dân cư đông nhé. Trên mặt đường tỉnh lộ là được 95m. Trên đất thì có căn nhà cấp 4 xây dựng rất là kiên cố luôn và rộng quý anh chị nhé. Đủ một gia đình chúng ta ở đây vừa ở vừa làm thì rất là thuận tiện. Và đất chúng ta thì giếng tưới thì thoải mái quý anh chị nhé. Đây, em sẽ vòng qua phía sau để quan sát cái khu vực vườn cây cũng như là đằng sau căn nhà chúng ta nhé. Đây là bồn nước và năng lượng mặt trời thì đã làm hết rồi quý anh chị. Đây, cây vũ sữa rất là mát mẻ đây ạ. Sầu riêng này cũng khá là đồng đều và đẹp quý anh chị nhé. Đây, cây sầu riêng này đang có cái lực lớn cũng rất là phát triển tốt quý anh chị nhé. Đây ạ. Trồng thẳng hàng, thẳng lối, hàng ngang, hàng dọc. Đây, rất là thẳng nhé. Đất chúng ta thì có cái độ nghiêng nhẹ một chút thôi, có độ thoải nhẹ nhé. Khu vực mặt đường trên này rất là bằng, nhưng mà sẽ thoải nhẹ dần dần xuống. Đấy, thoải nhẹ dần xuống quý anh chị nhé. Rất là đẹp luôn. Đây, phía sau sân bê tông đấy quý anh chị. Đây toàn bộ là cái sân bê tông của chúng ta ở phía sau nhé. Nhưng mà do là cái sân này nó quá rộng nên là gia chủ đã trồng cái hàng cây sầu riêng nó băng qua đây luôn này. Đó, băng qua đây luôn, hàng cây sầu riêng băng qua đây luôn nhé. Đây, công trình phụ phía sau đây. Nếu chúng ta có nhu cầu chăn nuôi thì chúng ta sẽ tận dụng lại những cái chuồng trại để chúng ta chăn nuôi được quý anh chị nhé. Đấy, rất là thuận tiện cho một gia đình chúng ta ở đây vừa ở vừa làm thì có sẵn cái căn nhà to như thế này. Căn nhà này rất là to và rộng luôn quý anh chị nhé. Đây, em sẽ đi một vòng ở phía sau. Đây, sân bê tông nó bao bọc vùng quanh hết. Đây, sân bê tông này bọc vùng quanh hết quý anh chị nhé. Đây,
Ui, căn nhà này rất là rộng luôn này quý anh chị. Đấy. Nhà này thì nhà kho, nhà phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ, nói chung là khép kín, nằm ở trong một cái căn nhà như thế này, khép kín hết quý anh chị nhé. Đây, sân bê tông này, sân bê tông này là độ rất là kiên cố luôn. Và đất chúng ta thì đã rào, mặt mặt đường là rào bằng lưới B40, tường lửng hết. Hai bên hông, hai cạnh dọc xuống là cũng rào lưới B40 hết rồi quý anh chị nhé. Và đây còn một cái số cọc bê tông gia chủ đổ này. Đổ cọc bê tông đây là để rào, nhưng mà chỗ này chắc là rào bị dư, chưa dùng tới này. Có khả năng là sẽ rào cái khu vực phía sau cuối vườn. Và cái cây sầu riêng của chúng ta ấy, thì gia chủ đã làm cái hệ thống tưới tự động hết rồi đây quý anh chị nhé. Cái hệ thống tưới tự động thì gia chủ đã làm cho chúng ta hết rồi nhé. Và cái lô đất này hiện tại thì gia chủ đang gửi em bán với giá là 3,3 tỷ quý anh chị nhé. Giá thì bao sổ sách cho quý anh chị luôn. Quý anh chị nào quan tâm thì chúng ta về đây và chúng ta thăm vườn trực tiếp, chúng ta làm việc với chủ quý anh chị nhé. Đây, cây sầu riêng này quý anh chị có thể quan sát nhé. Cây cũng đang có cái lực lớn cũng khá là mạnh quý anh chị nhé. Đấy, cây mới có tròn 1 tuổi thôi, tức là bước sang năm thứ 2. Trồng thẳng hàng thẳng lối quý anh chị nhé. Cho đất đỏ ba gian, đất chúng ta thì có cái độ thoải thoải đều xuống. Đất chúng ta thì rất là vuông vức quý anh chị nhé. Đây, sầu riêng trồng thẳng hàng thẳng lối luôn quý anh chị. Vâng, với mức giá là 3,3 tỷ cho tổng lô đất chúng ta và bao sổ sách cho quý anh chị, thì quý anh chị nào quan tâm thì liên hệ cho em sẽ đưa quý anh chị chúng ta về đây thăm vườn, chúng ta gặp chủ làm việc với chủ trực tiếp quý anh chị, giá thì sẽ thương lượng với chủ ạ. Và em cũng xin nhắc lại cái thông tin lô đất chúng ta một lần nữa. Đất chúng ta thuộc huyện Chư Bứ, tỉnh Gia Lai. Đất chúng ta nằm trong khu dân cư đông và có mặt đường tỉnh lộ là 95m và có tổng diện tích của cái lô đất này là tới 1,7 ha quý anh chị nhé. Trên đất thì có một căn nhà cấp 4 gia chủ xây dựng rất là rộng và kiên cố luôn quý anh chị nhé. Và có 400m² thổ cư. Đấy, đất chúng ta thì có cái thổ cư là 400m, rất là giá trị. Đây, sầu riêng trồng thẳng hàng thẳng lối quý anh chị nhé. Và với cái mức giá là 3,3 tỷ thì quý anh chị nào cảm thấy phù hợp với tài chính của mình và mục đích sử dụng của mình thì liên hệ ngay cho em theo số điện thoại 0822 727679, cũng là số Zalo của em nhé. Em tư vấn cho quý anh chị kỹ hơn và gửi thông tin cho quý anh chị chúng ta tham khảo và sẽ đón quý anh chị, dẫn quý anh chị chúng ta về đây thăm vườn trực tiếp, chúng ta làm việc với chủ quý anh chị nhé, thương lượng với chủ ạ. Đây, khu vực này thì khá là bằng phẳng. Đây, khu vực này là khu vực cuối vườn. Vườn chúng ta thì vuông vức hình chữ nhật luôn đấy. Và đuôi vườn thì cắt ngang rất là vuông nhé. Đây, có độ thoải thoải dọc lên là cái nhà của chúng ta nằm trên cái mặt đường rất là đều. Đất này thì chất đất đỏ ba gian đấy quý anh chị. Đấy. Đất đỏ, đất này mới mưa xong nhé. Đêm qua mới mưa xong nên là đất đỏ thì nó đậm màu, nhưng mà nhìn thấy là nó cảm giác như nó đỏ đen nhưng mà đất đỏ quý anh chị. Đấy, quý anh chị nào chúng ta quan tâm thì chúng ta về đây thăm vườn trực tiếp, thì em thấy cái vườn này nó rất là giá trị cho chúng ta, là có ở cái mặt tiền đường rất là dài và nằm trên cái mặt đường tỉnh lộ rất là to rộng và thông thoáng quý anh chị nhé, rất là giá trị. Và có sẵn cái căn nhà to đẹp và thổ cư của chúng ta là 400m thổ cư. Đấy, với mức giá thì 3,3 tỷ và trên đất thì trồng được 280 cây sầu riêng như thế này, tức là cái lô đất chúng ta thì đã trồng phun sầu riêng hết quý anh chị nhé. Phun sầu riêng hết rồi ạ. Sầu riêng của chúng ta là bước sang năm thứ 2, tức là tròn 1 tuổi đấy quý anh chị nhé. Đây, cây sầu riêng theo em quan sát thì nó cũng khá là đẹp. Và cái hệ thống tưới tự động thì gia chủ đã làm hết rồi. Cứ mỗi một cây như thế này, hiện tại thì cây sầu riêng của chúng ta thì đang còn bé thì gia chủ mới làm cho chúng ta được một cái bếp tưới thôi. Nhưng mà khi cây sầu riêng của chúng ta phát triển ở độ lớn thì chúng ta sẽ bổ sung. Ống thì đã có sẵn rồi, ống chính nhá. Ống chính thì có sẵn rồi, chúng ta chỉ có bổ sung cái bếp tưới vào thôi. Nên là mỗi một cây 2, 3, 4 bếp tưới thì là tùy theo chúng ta. Cái vườn bơ này là một số là gia chủ đã ra ghép cái bơ 034 này quý anh chị. Đây em đang thấy cái trái này. Đây. Cái bơ gì mà cái trái nó như củ quả, nó như quả bầu ấy quý anh chị. Đấy. Đây là chắc là bơ 034 đây. Bơ này ngày xưa là
là cái giống bơ khác nhưng mà được cắt ghép hay sao ạ? Đây sầu riêng này. À, theo em quan sát thì cây sầu riêng nó phát triển khá là đẹp nhá. Quý anh chị nào chúng ta quan tâm hơn nữa thì cảm thấy phù hợp thì chúng ta về đây thăm vườn trực tiếp thì sẽ cụ thể hơn, và nếu chúng ta thiện chí thì cứ liên hệ cho em nhé. Vâng, bây giờ em cũng xin phép được kết thúc video ở đây. Xin chào, hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo ạ.